nhà thờ Đức Bà Reims. Tiếng Pháp Notre Dame de Reims là nhà thờ chính tòa của Tổng thống phận Reims tại thành phố Reims, Cộng hòa Pháp, được xây dựng từ thế kỷ 13. Đây là một trong các nhà thờ cổ nhất và cũng là nhà thờ lớn nhất của Pháp. Nhà thờ Đức Bà Reims còn là công trình kiến trúc Gothic tiêu biểu của Pháp và là nơi đăng quang của gần như toàn bộ các hoàng đế Pháp. Vị vua cuối cùng làm lễ đăng quang tại đây là vua Charles X ngày 29 tháng 5 năm 1825. Năm 1991, quần thể kiến trúc tôn giáo Reims gồm nhà thờ Đức Bà Reims, cung điện Thau và nhà thờ Saint-Rémy đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hiện nay đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn của Pháp. Chỉ trong năm 2006, nó đã thu hút 1,5 triệu lượt khách. Tại nhà thờ này, vào năm 498, giám mục Saint-Rémy đã làm lễ rửa tội cho vua Clovis của người France. Năm 816, con trai của Charlemagne là vua Louis I Le Pious đã chọn Reims để làm lễ đăng quang hoàng đế. Từ năm 1027, vua Henry I đã quyết định nhà thờ Đức Bà Reims là nơi đăng quang duy nhất của hoàng gia Pháp. Ngày 6 tháng 5 năm 1211, Tổng giám mục Henri de Hambus bắt đầu cho xây dựng nhà thờ chính tòa của Reims để thay thế cho nhà thờ đã bị phá hủy trong trận hỏa hoạn một năm trước đó. Công trình lớn này được hoàn tất vào năm 1275 với 4 kiến trúc sư kế tiếp nhau phụ trách là Jean Aubay, Jean Leloup và Gaudeur de Reims và Blas de Soissons. Đây chính là hình dáng của nhà thờ tồn tại đến hiện nay. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, nhà thờ bị hủy hoại bởi các cuộc ném bom của quân Đức. Năm 1919, sau khi chiến tranh kết thúc, việc tu sửa nhà thờ được tiến hành ngay dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Henri Dunant. Hiện nay các gác chuông của nhà thờ chỉ còn hai quả chuông là Marie nặng 12 tấn và Charlotte nặng 8 tấn. Chúng không còn được sử dụng vì sợ sẽ làm nguy hiểm tới cấu trúc của nhà thờ vốn đã bị tổn hại một lần nữa trong chiến tranh thế giới thứ hai.